Rồi được, 134 là dạng đi lại được bình thường à? Dạ, 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 còn 2900 là không đi được nữa hả? Là đi bắt nhắc trong nhà thôi. Nằm một chỗ. Hai năm nay nằm chỗ à? Chỉ chăm hơi cực à? Chỉ đỡ ngồi dậy ăn uống thôi. Rồi phát hiện mình tiêm bao lâu rồi? Tiêm mình mới nhận. Đấy giờ có nè. Tiêm mới mà nặng đó em ha. Chế hồi mình là hai lần nằm viện trước, có nghe nói bệnh tim không? Chưa có luôn nè. Vậy đó hả? Rồi đã có cao huyết áp hả? Có tiểu đường không? Có tiểu đường hả? Cao huyết áp hả? À, ngoài ra có bệnh phổi không? Có bệnh phổi không? Bệnh bao tử, bệnh ngâm thận gì không? Mấy tháng trước còn nói chuyện là được không? Nói bình thường à. Đi không được thôi chứ nói chuyện được, ngồi dậy được, mắt đi cầu đi tiểu rồi biết kêu không? Đi cầu đi tiểu là để ở đây. Ừ. Để đây là mà đi tiểu. Còn sáng giờ còn nói chuyện được nữa không? Qua nay. Qua nay còn nói chuyện được không? Qua nay là không. Không nói chuyện luôn nè. Tệ hơn rồi hả? Mấy nay có nắm sốt hoa cực đêm gì không? Hơi ấm ấm nè ha. Nè tên gì đấy anh ơi? Tên gì đấy nè? Sao nói bác sĩ nghe đi, cứ nhìn lên vậy. Tên gì? Tên gì đây? Mời bác lớn liếc mắt qua đây bác sĩ coi nè. Liếc qua đây hết cỡ đi. Rồi bác kia hết cỡ đi anh. Bác kia hết cỡ đi. Bằng nhãn không đề để mời. Qua đây hết cỡ đi anh. Qua đây hết cỡ giỏi nè. Qua đây hết cỡ giỏi ha. Rồi bác kia hết cỡ đi anh. Bác kia hết cỡ. Cái một trái. Qua đây lại hết cỡ đi anh. Qua đây hết cỡ lại đi. Mắt bên kia nhìn qua bên trái này thì mắt bên trái nhìn được, mà mắt bên phải hạn chế ha. Rồi bên kia là hết cỡ đi anh. Rồi khi nhìn qua bên phải thì bên kia hết cỡ đi anh. Nói chung cả hai phần phía trong, mắt phía trong nhìn hạn chế hơn. Bên không có dọc giữa cũng được mà. Mà nó mắt kia sao rồi chứ sao? Đó đi là đây nè. À, đó là cái sẹo thôi, sẹo giác mạc thôi ha. Đó là sẹo giác mạc thôi. Cái câu hỏi mắt bệnh trước, mắt bệnh trước mắt có lé giống gì không? Mắt ở đó. Tên gì? Tên gì? Tên gì? Không nói nè. Sao ơi? Nó còn tương đương gì cái mày mày vậy? Mắt này. Mấy bữa trước bên đây có giữ có dơ được không? Được rồi, cái đó là cái đó bao nhiêu phải.